Đang lên bò cái chữa đi giao cho khách ở Bình Thuận. Lên. Bước lên. Từ nó bước lên. Láng da thanh hang. Từ từ hạ dây ra, Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em có đến cái nhà của cái anh này ở đây. Thì nói chung là đây là khuôn viên nhà của anh nè. Bà con cô bác anh chị cũng thấy, nói chung là điều kiện kinh tế nó cũng không được khả quan, cũng chậm chạp về cái nguồn vốn, nên anh cũng quyết định bán cho bà con cô bác anh chị ba con bò cái tơ. Đây, nói chung là bò hôm nay thì em thấy cũng khá là tròn trẻ. Anh chăm cũng kỹ lắm của chú anh chị các bạn, nhưng bò anh ghét siêu cọp nè, anh chị thấy không? Tròn trẻ ghê không? Dễ thương lắm. Con này thì chắc có lẽ là một số của chú anh chị của bạn đang tìm kiếm nó đúng không? Tại vì cái dòng sữa của nó khá là mát sữa. Và kế bên thì sẽ có một con bò Bolesin. Đó, cực kỳ là tròn trẻ luôn, đầy đạm đúng không anh chị? Chân móng đi đứng của những con bò này thì hồi nãy đến giờ thì Út cũng kiểm tra rồi, đi đứng đều hoàn thiện hết, không trật lỗi ha. Không áp xe, đúng yếm thì nói chung là đầy đủ. Và kế bên này thì có một con bò cái lai xin, cũng là bò tơ và tình trạng cũng là chưa có đẻ chữa gì hết cho chính chị và các bạn ơi. Ở đây thì ba con bò này thì bây giờ em đã thương lượng giá với anh chủ nhà ha. Ba con bò này thì bây giờ anh quyết định bán cho bà con cô bác anh chị nha. Với cái mức giá là con này 16 triệu. Hai con này 16 triệu nè. Con này 16 triệu và con Angus này có giá là 17 triệu. Ba con bò tơ. Và cảm phiền của chú anh chị và các bạn, chúng ta nhìn kỹ vào video và mình coi về tình trạng chân móng của những con bò này. Đó, đều hoàn thiện hết nha. Không trật lỗi, không áp xe gì hết. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem cảm thấy thích, muốn mua thì anh chị có thể liên hệ ngay và liền với em và số điện thoại 0383 777 696. Đây, một con anh gái siêu cọp. Con bò cái bô xin lứa, con bò cái lai xin. Ở đây thì anh chị có thể xem và mình đưa ra quyết định mình có nên mua ba con này hay không. Và chiều cao của ba con bò này thì nói chung là nó cũng dao động tầm từ khoảng 1m2 bò tại phía sau khu ha, 1m2 tại phía sau khu. Và sự lựa chọn của anh chị có thể mua và có thể đầu tư về ba con bò này, giá nó cũng khá là mềm. Một con 16 triệu và con anh ghét bên kia có giá là 17 triệu nha. Ba con này anh chị nào cảm thấy thích, muốn mua thì anh chị có thể liên hệ với em Út, số điện thoại 0383 777 696. Những cái hình ảnh, những cái kích thước của nó thì em đều cập nhật đầy đủ. Đó, về tình trạng sức khỏe của nó thì đi đứng hoàn thiện, không áp xe, không trật lỗi gì hết. Và anh chị nào khi mà chúng ta mua ba con bò này sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về hình thể của những con bò này rồi mới thanh toán tiền. Đảm bảo rằng một điều là bên mua bên bán là chúng ta vui vẻ với nhau, vui vẻ với nhau ha, không có sự lừa gạt ở đây. Nói chung anh chị hồi trước tới giờ mình mua con bò ở đâu em không biết, nhưng mà mua trên kênh của em thì đảm bảo một điều là anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán, sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui để kiểm tra về hình thể của những con bò này rồi mới thanh toán tiền. Anh chị chúng ta xem nha. Rồi thì em cũng đã đến đây và cập nhật những hình ảnh của những con bò này và gửi đến bà con cô bác anh chị đó, những cái thông tin, những hình ảnh. Và cuối cùng là em xin gửi những cái lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất dành cho bà con cô bác anh chị nha. Hẹn gặp lại của chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Xin thân ái kính chào.